Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay Bình Định Dấu Yêu ghé thăm ai đó quý vị ơi. Thích Tâm Phúc, người thầy bá đạo. Mày chửi tao không, mày hổn quá mày ơi. Em đâu có chửi thầy đâu. Lỡ chửi thầy chùa không có đến, nó có khen người gì đâu. Thầy Thích Tâm Phúc rất là mê trai đẹp, nhất là trai đẹp sáu múi. Có bao nhiêu là thầy cũng vẫn nhận tới chùa nha quý vị ơi. Cái loại nó hả? Giống như súc sanh mà nó ngựa không. Quỷ. Quỷ yêu đúng không thầy? Quỷ sứ. Trời ơi trời. Quỷ sứ. Sao giống nặng yêu quá vậy thầy, thầy thích em lắm nè. Ừ, thấy không? Thấy không? Nói cái không yêu. Nổi hết da gà nè. Nè nổi da gà nè. Ừ, nổi da gà lên mày ơi. Em nổi da gà nè quý vị. Nổi da gà lên nè. Đó. Tao vuốt nó một cái nó mới có đụng cái nổi da gà. Đây là chùa Hàng Phách Trung Ương nè quý vị ơi. Đó. Thầy ơi, thầy mở cửa cho em thầy. Hello anh đẹp trai. Gì em, gì cưng. Thầy đang biết em là ai không? Em là con quỷ đáng yêu. Con quỷ dấu yêu. Trời ơi. Quỷ cái dấu yêu. Trời ơi, em là F0 nè thầy. Mày ngựa nhất cái xóm này. Thầy bóng xà bàn quý vị ơi. Mày bóng xà bàn là bán xà bông. Bóng xà bàn ơi bán xà bông. Vậy mà kêu tao yêu mày. Mày yêu mày phải tỏ vẻ là tao lộ nhất. Thầy bấm lò. Thôi không có dao đâu mà điện mất công. Mà cũng không có ai cho số hội đâu. Sáng giờ sếp, ăn sáng giờ sếp. Chưa. Vậy mấy đệ tử này lợi chùa không bao giờ cầm diện tô tiếu, tô riêu, tô cháo gì. Cho thầy ăn, thầy no bụng để thầy có sức thầy chữ. Trời ơi. Tu mà chửi. Thì cái chữ cái gì em chữ tụng kinh cũng cái chữ mày mới đọc. Nam mô A Di Đà Phật mày ghi ra chữ cái A Di Đà Phật. Chữ khác thì cũng có chữ là từ đó à. Chứ chữ chữ mày đọc sao rồi rồi mày cái chữ mày đọc sao mày nói tao nghe coi. Nó khác nhau cái gì chứ cái gì? Trời ơi chữ hỏi chữ. Rồi giờ rồi cái chữ hả? Ừ. Ý ơi trời ơi chưa hỏi chửi mày khác sai, thấy không sai chấm nhận gì có một thôi sao một chữ cũng dấu hỏi mà chữ cũng dấu hỏi chứ không lẽ chữ ngã chữ không lẽ chữ có hai âm tiết và chửi có ba âm tiết mà sao giống nhau học vậy suốt cuộc đời không ra trường dốt hoài với cái từ ngữ với chính tả không nó không đúng trời ơi, trình độ thạc sĩ mày dốt hơn trình độ của thầy 912 hả ai biết trời ơi cái học ngôn ngữ Việt Nam mình nó rộng lắm à nó tóm gọn tiến sĩ dặn sai chính tả à cái chính tả thì do là nhiều cái địa phương cách đọc ví dụ như chữ văn á văn là Việt Nam thành phố chữ vạ đi chữ văn đi chữ người văn ta để văn có người thì để văn văn là gì âm giờ văn có người thì để văn cái từ ngôn ngữ đâu có sai nhưng mà cái chữ nó sai. Cái chữ viết nó sai. Còn cái đọc thì phát âm đúng. Ví dụ văn. Văn với văn nó cũng khác nhau mà. Đâu có giống đâu. Mà giống cũng giống nhau luôn cái dùng cái từ. Lộng ngôn quá. Lộng ngôn quá. Thì khùng quá, khùng. Vậy thầy ơi, thầy nãy thầy đang tiếp xúc F0 nè thầy. Thầy em nói vậy mày đi. Vậy mày đi ra. Hãy xa tao ra. Tránh xe em ra. Đâu rồi? Lấy gì đó? Lấy gì? Lấy gì đuổi nó. Tao lấy đuổi tà. Đuổi vô đuổi tà. Tao lấy cái giỏi đúng rồi. Lấy cái giỏi. Đi. Đập đi. Chứ mày đi. Lấy chổi trà. Tao quýnh mày nè. Cái mày tao quýnh bằng chổi trà. Quýnh hay. Quýnh mấy càng. Đi. Mày virus đi. Đi. Virus mày SOS ông gì mày đi. Đi. Chết rồi mày xui suốt đời luôn. Anh thích Tâm Phúc của em rồi quý vị. Người ta cho ăn còn chê. Anh thích Tâm Phúc rồi quý vị ơi. Thích đủ thứ luôn đó. Thích tiền. Thầy tu mà thầy tham tiền lắm quý vị. Tiền không ham là tiền là mạch sống, tiền là gì? Sức bực tuổi già, tiền là mua tiền, mà tiền là mua sức khỏe, tiền có thể mua tài sản vật chất, tiền có thể mua tình yêu, tiền có thể gì mua nhà mua cửa, tiền có thể mua những vật vật thực sắm hàng ngày,
tiền có thể là chúng ta yêu nhau vì đồng tiền, rồi tương lai tính trước hay sau nhờ đồng tiền, rồi muốn mua cái đồ ăn thức uống cũng nhờ đồng tiền, mà muốn mua quần áo bạn cũng phải cần tiền, mà muốn vợ đẹp cũng phải cần có tiền, mà muốn xe đẹp cũng cần có tiền, cái gì cũng tiền. Tiền. Ừ. Tiền là tiền. Bác ơi, bác dẫn đường, đoàn quân Việt Nam đi chung lòng quốc. Tiền bác đâu? Ở đâu có bác là có tiền, mà đâu có tiền là có bác. Hành quân muốn đi chọi, muốn chiến thắng giặc là phải bỏ tiền ra mua gì? Mua súng, mua lựu đạn, mua gì ta? Mua tất cả các dụng cụ sống và chiến đấu. Nào xe tăng, nào xe lửa, nào súng đạn bơm thì mới cầm quân ra đánh giặc mới chiến thắng. Thắng mừng sớm thấy không? Tự nhiên nãy giờ ông cho mày tiếc rồi mày bỏ vô mày lấy ra. Thuốc gì? Cho thuốc gì? Thầy ơi, em tặng thầy thuốc tránh thai. Trời ơi, tao có thai đâu mà tránh. Em nó cho kiểu đó nè. À, giờ nó ý là nói phụ nữ nào mà có thai á lại thầy cho viên thuốc khóa thai. Trời ơi, mày ác như mày. Trời ơi, mày giết người trong bầu thai luôn. Nó giỡn cái đó là thuốc banh mắt của cô Thủy bên Úc có gửi về cho con làm từ thiện. Gì banh mắt? Panamax. Nó tao tiếng Việt coi nó em. Banh mắt tao nó khúc dụ mờ mắt uống cho hết mờ mắt mù khành sáng. Còn này mày quất cái mày đọc tiếng Anh mày không đọc mày nói banh mắt. Chẳng có gì vui mà cười hoài. Ăn nói vô duyên. Panamax. Đúng không? Đúng rồi. Này là Panamax đấy. Mày mát đấy. Nói chứ con xài anh xài đi chứ thầy chi con có rồi còn thầy để cho người khác. Khi nào thầy nhức đầu không? Khi nào thầy cảm cái xúc cái này rồi anh ơi nhức đầu không? Cảm xúc nhức đầu. Khi ai nhức đầu cái thầy cho nhỉ, giống như tụi con lại chùa không có thầy ơi con nuổn xỉu cái thầy đưa cho viên uống còn mấy nhỉ đúng không? Bị cho mày cũng tiếc nữa. Cho chùa là cho con. Mà phải sử dụng cho ổng sử dụng cho làm gì? Người ta chùa nào, người ta cơ quan nào, người ta cũng có cái tủ gì không? Tủ thuốc công cộng đúng không? Để khi khách nào đột xuất nè, rồi băng keo cá nhân, rồi trị xước tay chân nè, rồi nhức đầu nè, cảm sổ mũi, ho, rồi ngứa ngáy. Mày ngứa chỗ nào, tao đưa thuốc cho mày khỏi gãi. Em ngứa nên phải gãi cho em đi. Thấy không? Mày cũng nhờ khác gãi, tại sao không tự gãi? Tự gãi không có đạn ngứa. Rồi mày ngứa chỗ nào là đây, tao dỗ. Tao sang tay nè. Nhìn mặt thời biến thái không quý vị? Dạy ấn không? Nghe thấy ngứa gã à. Tao nói ngứa nó nghĩ bậy ha. Thầy nói em cái trong đầu thầy không có nghĩ từ chữ đó đi. Này trại mày đầu óc mày bả đậu mày mới nghĩ là cái chuyện ngứa chỗ nào. Mày ngứa gì mày nói mày chỉ đem đây gần gần tao. Tao gãi cho. Em ngứa cái bottom. Thì ra đây. Em lại đây rồi ai quay. Đó, nhờ cái mấy cái bạn kia kìa. Bạn kia không ngứa còn mày ngứa mày lại đây tao gãi. Miệng lanh quá, chêm chẻm vậy đó. Mày bị dùng thuốc, đồ thuốc không biết gì giờ tao gãi ngứa mày bằng tay. Tao chẳng như tao, mày muốn ngứa hay mày muốn bóp? Hay là mày muốn cắt? Tao dùng cái kéo sẵn. Ngứa chỗ nào, tao lẻo chỗ đó, còn không hay là tao gãi bằng tay. Đây, ngon, vô đây. Nãy anh đang nói chuyện F0 nha anh Phúc. Rồi mày đi chưa? Trời chà, tao quét mày ra. Mệt. Thôi nghe nói mệt, tao mệt tụi bay thiệt. Tao thở không nổi. Thở không nổi là biết đang hết tiền. Tao chết gì? Mà tao không tức. Mà bay chọc tao tức tao chết gì tụi bay. Thầy là ai là thầy nói chuyện sốc với thầy nhất? Thằng mấy Bình Định cháu yêu. Với thằng lang thang Sài Gòn, lang thang Củ Chi, lang thang Bình Dương, lang thang Kiên Giang, tàn là mấy lang thang đầu đường xó chợ, lang thang là mấy hàng tàn là tướng cướp giang hồ ăn chơi đi lừa đi đờ đạt lừa gạ đảo ta với nhiều chuyện ta soi bói. Mấy cái kênh này lang thang là lang thang cả đời luôn, cuộc đời của mày tụi bay là sống gió không có chỗ nương tựa. Đó là cái kênh lang thang là cuộc đời của bay, có nghĩa là không bao giờ ăn ổn. Rồi Bình Định giấu yêu sao? Thì Bình Định giấu yêu là mày bình là trên nước linh bình. Định lại dịp định cho mày cái số phận là lục bình ở trên địa mặt nước.
là mày trôi nổi từ đây qua kia. Còn giấu yêu là mày yêu mà mày giấu. Yêu mà mày giấu mày không khỏi lộ là mày yêu, mà mày yêu không bao giờ thành công. Vậy thầy có yêu Bình Định giấu yêu không? Có yêu, thật lòng thật dạ. Nếu có yêu mà yêu giấu yêu vậy chân. Yêu mà giấu. Thấy không? Yêu là không có giấu. Yêu là cái gì? Hãy thật lòng, thật dạ. Người ta kêu chung khỉ. Sống nhau trọn đời, trọn kiếp. Cái ai mà yêu mà còn giấu. Giấu mà còn giấu yêu. Nó buồn rồi, nó buồn 50 giây. Nó suy nghĩ ra cái từ định. Đó, Bình Định là cái tên tỉnh người ta. Nó quốc đi, Bình Định giấu yêu. Vậy tao yêu cái tỉnh đó chứ đâu phải yêu mày. Trời, người ta đi nhiều chuyện nó hoài vậy. Nhiều chuyện. Mày khỏe cái tên đó không? Nhiều chuyện. Mày lấy ra chứng minh dân ra coi. Mày lấy ra chứng minh dân cho ra. Xong rồi tao bị mở ra rồi đâu. Giấu chữ lộ coi. Một ngày có một phút khùng, phút điên thì đây là giai phút... Mày chửi tao khùng á hả? Em bởi vậy, tao chưa gì mày lợi, mày chửi mày chùa khùng, tao thấy là ai biết ai khùng. Ừ, tao khùng, tao đỡ mày. Mày điên, mày... cũng như tao biết tao khùng mà nó lại chơi với con khùng mày ơi. Khùng mà nó lại chơi với con khùng, tỉnh không chơi mà chơi với con khùng. Liêu liêu, vậy đó. Liêu liêu cái mặt như mèo, sâu sâu lắm ai yêu. Giống nít đâu. Như trẻ em 18 tuổi, 13 tuổi vậy á. Lớn rồi mà còn dứa nhận. Già còn gì? Chào lên bà, chào vô mũ dao, chào thường ba mẹ. Sư phụ, quá mệt mỏi sư phụ. Mệt quá. Hết tiền đâu quý vị ơi. Ai nghe mà thở, tao thở dùm. Trời mà nó hồ sướng. Y cư. Thầy cho em lo mà hút đi thầy. 20. Giờ em không đem theo tiền mua nợ được không thầy? Không. Sáng mơ mà đi chưa mở hàng là mua khiếu à. Mày khiến tao đuổi mày ra khỏi chùa hả? Sáng mơ sớm cái lại mà mua khiếu à. Mày chọc em. Sáng mơ tao mở cửa ra, mở mắt ra, chưa mở hàng mày đòi mua khiếu à. Người ta dí mày được chưa? Thì em không có tiền giờ em gửi tấm thân nhỏ bé này cho thầy được không? Mày gửi sao mày không ở lại? Mày gửi mà gửi cái gì? Gửi tấm thân này của em mày gửi thì mày ở lại không có đi về. Ở lại là thầy làm gì mà thầy bắt em ở lại hoài vậy? Mày nói cống hiến cái xác thì tao giờ cái xác tao có làm gì làm. Tao treo lên gốc cây, tao khẻo từ từ tao ăn. Trời ơi. Tu mà cái miệng chà bá vậy đó. Nói mày vô. Tao nói đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng thì tam quan cửa nhà. Khai sáng hả? Khai sáng cái gì nữa? Ông bà ta nói con phong tục này á, thầy học theo của ông bà, mày chữ mấy ông bà đó. Hồi xưa ông bà ông cố nè, ông cố sơ, ông cố sợ nói vậy đúng không? Ta nói đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng thì tan quan cửa nhà. Cái này có hay không do ông cố ông nội ông sơ xưa nói. Dễ thời tan quan cửa nhà đúng không? Thầy là phụ nữ mà. Hết theo. Ăn này đó, ăn no nó chồng đó thôi. Nhìn kỹ thầy cũng men lắm nha quý vị. Nó đi nói lại nó cũng thèm ta không? Yeah. Nhiều miếng. Thèm. Rớt. Quý cô chú anh chị nào mà muốn mua lạp xưởng thì có thể liên hệ với anh em nha. Hiện tại em có 4 dòng lạp xưởng, 2 dòng lạp xưởng tươi và 2 dòng lạp xưởng khô. Có lạp xưởng heo tươi 8 nạc 2 mỡ là 185.000. Lạp xưởng heo tươi sa tế 195.000 một ký. Lạp xưởng khô tôm đặc biệt 195.000 một ký và lạp xưởng khô tôm trứng muối 215.000 một ký nha quý vị ơi.